xay bơ đậu phộng. Mình mua bơ đậu phộng đây mình phải xay tại chỗ nha. Đó. Này là organic. À. Đúng không? Đó. Ra bơ đậu phộng đây mình không có sợ bột chấm móc. Sodium. Nguyên chất cái đậu phộng nguyên chất. Mình mua nhiêu thì mình tự xay bấy nhiêu. Để cái bịch hen xong rồi thay cái lên nè. À, được rồi, quá đầy rồi, đầy dữ quá, đầy lên nó tràn. Xay nóng hổi à, nóng hổi à, nóng hổi mà không thức. Đó, cái này là bơ đậu phộng nguyên chất á, không có pha chế gì hết trơn. Để đậu phộng ở trên là cái mình tự nhấn nút mình xay thôi. Nhà đó người ta để rõ ràng coi. Giảm cân ăn theo mà những gì không chào keto, keto friendly, less sugar, less sugar là ít đường. Ăn này không có sợ mập. Nó nuôi heo với sừng mập mà nuôi mình ăn rồi cho nó béo thằng chưa. Lấy hũ nhỏ thôi mà hũ bự ăn hết. Hả? Cái hũ kia chồng còn để y nguyên chưa ăn tới luôn. Hũ bự nhà. Đó, lấy mấy hũ da ô bịch nho à. Rau cải. Nên cà rốt à, khỏi nhiều lắm thôi, rau củ quả ở nhà nhiều lắm, rau củ quả nhiều lắm. Thôi đi về.